sangre de miedo. Cứng nhiều quá này. Trong Sài Gòn mình lạm xương. Thích ăn xương. Này em thăm mẹ tôi nhỉ, lên cửa đây. Chỉ xương với mía thôi chị nhỉ. Ngày xưa hay ăn mía lắm, từ cái sợ. Này bộ môn mày tóc mía mừng tăng ấy thì. Mày độ 89 tuổi, mừng tóc mía mừng tăng ăn. Xoay ra này. Để cái này xoay thêm này. Cái này sẽ bị độ một tí này. Và thế mình cho độ hẳn luôn để cho nó bậy. Cái cạnh này xoay cục quá cái độ của nó là như này luôn. Để cho cái này còn có chỗ nó xoay ra, nó không bị đập chợp như cái này. Đây, độ luôn này. Cái này cho thời gian thì càng ngày ra ngày càng đẹp. Cái men răng chỉ đẹp. Cái số 8 này nó vẫn còn ra nữa. Đấy. Đấy. Ừ. Ừ. Tới luôn rồi đây này. Đó. Đó. Rồi. Sao lên đi ạ?
bộ mỏ vừa rồi phải không? Bộ mỏ. Trông như xếp hình thế nhỉ? Xếp lại chân đều đấy. Cười hớn. Nhiều răng quá.